Toàn xin chào anh chị em đến với kênh Nhà đất giá rẻ Vĩnh Long Thanh Toàn, nơi ký nhận, giới thiệu nhà và đất chính chủ khu vực tỉnh Vĩnh Long. Và hôm nay là Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình một miếng đất ruộng thuộc xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long. Và Toàn đang đứng cuối đất quay ngược ra ngoài lộ nha anh chị em. Cái vị trí cuối đất là ngay ngón tay Toàn chỉ nè anh chị em mình, thẳng ra ngoài hàng dừa. Tới ra hàng dừa nó chặt cái cua khoảng 17 mét rồi thẳng ra ngoài lộ luôn nha. Cái miếng đất này theo Toàn giá hết sức là tốt luôn nha. Bây giờ cạnh ngang trước nha, ngay ngón tay Toàn nè, ngang qua cạnh ngang này của đất mình là nó được 33 mét nha. Giờ Toàn mời anh chị em theo Toàn đi xem đất thôi. Và cái khu vực gần đây nè anh chị em, cách đây khoảng 4 tháng trước dịch á, Toàn có bán một miếng đất ruộng, nó cũng gần khu vực này, là cái mặt tiền của đất là được 19 mét, chạy dài tới 6 công lận anh chị em mình. Lúc đó là Toàn bán giá là 420 triệu cho 1.000 mét vuông anh chị em. Và cái miếng đất này á, là chủ đang kêu bán với cái giá là 350 triệu cho 1.000 mét vuông, thủ tục chuyển nhượng ổng sẽ bao luôn. Và cái vị trí đất và cái hình của miếng đất này nó cũng đẹp hơn miếng đất kia rất là nhiều nha. Cái miếng đất này á, thì theo Toàn á, giá cả tốt, vị trí cũng rất là tốt, hình miếng đất cũng rất là đẹp. Quan trọng ở đây là có điện có nước luôn, mặt tiền của đất mình á, là lộ đan 3 mét luôn, xe hơi chạy thoải mái luôn. Cái miếng đất này rất thích hợp cho anh chị em mình mua để mà xây cái nhà, tại vì nó có điện có nước. Và còn lại một khoảng đất trống khoảng 3 công đất làm sao để mà làm vườn trồng trái cây là ok. Trước mặt Toàn đó anh chị em, ngã ba đường Tình đó, bắt đầu là tới đó là hết cạnh ngang nha. Và theo ngón tay của Toàn dài ra ngoài lộ luôn là cạnh dài của đất. Cạnh dài của đất mình á, là được 125 mét nha. Toàn đang đứng cuối đất quay ngược ra lộ đó, anh chị em mình nhìn có thể là hình dung được miếng đất mình nó như thế nào rồi. Miếng đất này theo Toàn rất là đẹp. Và cũng từ vị trí của miếng đất này á, ra tới ngoài khu công nghiệp Hòa Phú á, anh chị em, mất chỉ có 16 phút chạy xe thôi, khoảng cách của nó là 10 km. Và cũng từ cầu Cần Thơ á, mà muốn qua đây á, thì mất 25 phút chạy xe, khoảng cách của nó chỉ có 17 km. Và từ cầu Mỹ Thuận á, mà vô đây á, thì mất 40 phút chạy xe, khoảng cách của nó là 30 km. Và Toàn đang đi cạnh dài của đất nha anh chị em. Và ngay ngón tay Toàn á, là con kinh dẫn nước cho bà con làm ruộng á. Cạnh dài của đất mình á, tới 125 m, nên Toàn cắt bớt nha anh chị em. Thế để đi hết 125 m này mất thời gian anh chị em mình quá nhiều. Và tổng hết diện tích của miếng đất này á, là nó được 3.426 m. Chủ kêu bán với giá là 350 triệu cho 1.000 mét vuông. Hết miếng đất này với cái giá là 1.199.000.000 nha anh chị em mình. Thủ tục chuyển nhượng á, thì ổng sẽ bao cho anh chị em mình luôn. Trước mặt Toàn đó anh chị em mình, ngay ngón tay Toàn chỉ nha, ngay đó, ngang qua tới cái cây cao cao đen đen đó anh chị em mình, là mặt tiền của đất mình. Mặt tiền của đất mình á, là nó được 19 mét nha. Cái miếng đất này á, thì anh chị em mình á, mua xong rồi kêu cô bé múc lên xây một cái nhà để ở, rồi làm lúa tiếp, hoặc là làm vườn trồng trái cây gì đó chẳng hạn, rồi đem qua ra ngoài khu công nghiệp Hòa Phú bán luôn là ok nha anh chị em. Bây giờ Toàn bước lên cái lộ, Toàn quay giới thiệu cho anh chị em mình xem cái nữa rồi anh chị em mình chia tay nè. Mặt tiền của đất mình á, là lộ đan. Lộ đan này là được 3 mét nha anh chị em. Sáng này quay mà trời mưa hoài luôn ta. Cái nhìn theo hướng camera này của Toàn á, thì anh chị em mình ra ngoài đường 908. Đây ra ngoài đường 908 thì khoảng chừng 2 km trở lại thôi là nó đụng đường 908 rồi. Đường lộ đan 3 mét chà bá gì không đó anh chị em. Giờ thì để Toàn lựa tư thế đẹp đẹp, Toàn đứng ra ngoài lộ rồi Toàn quay ngược vô miếng đất cho anh chị em mình xem nha. Đây là đứng ngoài lộ nhìn tổng quan vô miếng đất của mình, nó là vậy đó anh chị em mình. Miếng đất này anh chị em mình thương lượng mua được 1 tỷ là coi như là ok, rẻ. Bây giờ để Toàn quay thêm xung quanh miếng đất cho anh chị em mình xem nè. Xung quanh miếng đất mình là không có mã màu gì trơn nha. Còn vấn đề điện nước á, anh chị em quan tâm miếng đất này á, thì gặp Toàn sẽ trao đổi trực tiếp với anh chị em luôn. Và anh chị em mình á, muốn xem bằng khoáng của miếng đất này á, vui lòng kết bạn số điện thoại trên màn hình đó, rồi Toàn sẽ gửi bằng khoáng qua cho anh chị em mình xem luôn. Đến với kênh của Toàn thì cái gì nó cũng rành mạch anh chị em mình. Chơi là chơi thật với nhau nha, còn chơi mà cảm thấy chơi không tốt với nhau thì tốt nhất không chơi với Toàn, giống vậy Toàn cũng không chơi đâu.